các bạn đã quay trở lại với kênh Jason Hoang TV. Có một số bạn hỏi mình về cách thực hiện và chụp ảnh phân thân, giống như những bức ảnh mình hay đăng trên Facebook hay là mình chụp hộ những bạn khác. Thực ra thì cái cách chụp ảnh phân thân này nó không còn lạ gì đối với một số chụp ảnh gia chuyên nghiệp trên thế giới. Và đồng thời là cái cách chụp ảnh này mà chỉnh sửa nó cũng khá đơn giản thôi. Nhưng mà vì một số bạn hỏi nên mình hôm nay mình sẽ quyết định tổng hợp lại cho các bạn một số cách để có thể chụp ảnh phân thân. Các bạn cùng làm với mình nhé. Mà trước khi chụp ảnh phân thân thì mình có một số yêu cầu nhỏ, đó là các bạn phải chuẩn bị trước một cái tripod để có thể giữ cố định máy và chụp ảnh. Ok, bây giờ mình bắt đầu nhé. Cách đầu tiên mà các bạn sẽ chụp đó là TikTok của một số Trung Quốc gọi là Douyin á, họ hay hướng dẫn cho mình chụp ảnh phân thân bằng cái pano, nhưng mà cầm chỉ phải pano và đi quanh như thế thì nó sẽ bị nhảy hình chính vì thế mà các bạn cần phải chuẩn bị mình một cái tripod để chụp ảnh pano và để chụp phân thân. Ok, các bạn làm mình nhé. Ok, các bạn nhớ phải vặn cái này ra này, đấy, để có thể điều khiển được cái này. Đó, đây có thể gạt ra gạt vào cũng được dễ dàng như này, vì làm sao vì pano sẽ cho phép mình chụp theo cái kiểu di chuyển như này. Đó. Ok, bây giờ các bạn sẽ mở luôn chế độ pano ở trên camera và bắt đầu di chuyển. Đó, di chuyển theo hướng mũi tên. Sau khi di chuyển xong, các bạn sẽ lấy chiếc để cho đối tượng của mình đi một vòng và có thể di chuyển đến vị trí tiếp theo mà các bạn có thể thu được hình nào. Rồi sau đó các bạn lại tiếp tục kéo. Như vậy là các bạn đã có được một bức ảnh. Ok, như vậy là với cách chụp bằng pano chúng ta đã có thể có được ngay một bức ảnh phân thân. Tuy nhiên thì cách chụp bằng pano vẫn sẽ có một số nhược điểm, ví dụ như là bị cong ở những chỗ đường do cái việc mà các bạn quay camera theo một cái quỹ đạo hình tròn như thế đó, thì nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh nó bị cong giống như kiểu một số cái bức ảnh mà dùng camera rồi. Vậy thì để mà có được những bức ảnh mà vẫn là phân thân tuy nhiên lại có thể đảm bảo được là những cái đường nét nó không bị cong ra như thế, thì các bạn phải đến với cách chụp ảnh thứ hai, đó là cách chụp ảnh và chỉnh ảnh bằng chiếc sáp. Ok, với ứng dụng sẽ chụp bức ảnh có đối tượng đứng ở vị trí thứ nhất. Đó. Sau khi chụp xong thì các bạn sẽ di chuyển đối tượng sang vị trí thứ hai để chụp tiếp một bức ảnh. Nhớ lưu ý về ánh sáng. Ok, như vậy đã xong cái bước chụp ảnh. Bây giờ thì các bạn hãy cùng đến với mình cái bước chỉnh sửa ảnh làm sao để cho tạo được ảnh thân nhé. Ok, các bạn vào và tải cho mình cái ứng dụng PicsArt. Sau đó thì các bạn sẽ kích cái ứng dụng PicsArt ở ngay trên màn hình. Được rồi, bây giờ đang hiện ra cái giao diện của PicsArt cho các bạn. Thì các bạn sẽ chọn cái nút cộng màu hồng ở dưới. Đó, các bạn có thể thấy là có hai cái ảnh mà mình vừa mới chụp ở đây. Đó, cùng một bối cảnh nhưng mà hai đối tượng ở hai vị trí khác nhau. Thì các bạn có thể chọn bức nào cũng được. Mình sẽ chọn cái bức đầu tiên. Rồi, bây giờ nó đang hiện ra bức đầu tiên. Đó, các bạn có thể thấy là đối tượng ở vị trí nhất đó. Thì các bạn kéo vào cái thanh công cụ ở dưới. Các bạn sẽ kéo và đẩy ý cho mình cái mục thêm ảnh.
trên cái mảnh nha. Đấy, các bạn nhấn vào cái thêm mảnh. Rồi sau khi nhấn vào một thêm mảnh thì các bạn nhớ chọn cái ảnh mà có đối tượng đứng ở vị trí thứ hai cho mình. Đừng chọn đối tượng đứng ở vị trí nhất. Rồi bây giờ nó đã hiện ra cái ảnh có đối tượng thứ hai rồi, ở vị trí thứ hai rồi. Rồi các bạn ấn vào cái đầu hai đầu mũi tên và các bạn kéo cái ảnh này sao cho hai cái ảnh này nó trùng nhau. Trùng nhau thì bối cảnh nó sẽ là bằng nhau luôn. Đó. Sau đó các bạn kéo cái thanh độ mờ đục này để có thể kiểm chứng được nha. Nhìn có vẻ kéo nó không được hay nào. Đó. Được rồi. Bây giờ sau khi đã chuẩn xong thì các bạn kiểm tra bằng thanh độ mờ đục, các bạn có thể thấy là có hai đối tượng trở lên rồi. Các bạn sẽ ấn với cục tẩy trắng ở trên cùng của mình. Cục tẩy trắng ở trên cùng cạnh dấu cộng đó. Các bạn dùng tẩy và các bạn tẩy cái đối tượng đứng ở vị trí số 1 đi. Đó, các bạn tẩy đi, tẩy để cho nó hiện lần ra đi. Các bạn nhớ tẩy thêm cả bóng. Trường hợp mà chụp ảnh có xuất hiện bóng hằn trên tường hoặc là hằn dưới nền thì các bạn phải tẩy hết. Rồi sau khi tẩy xong thì các bạn dùng thanh độ mờ đục các bạn kéo đến tận 100. Ok, như vậy là các bạn đã